mấy cái ông Dạ. mà muốn là cho người ta biết mình á, Dạ. cái đó là cái loại thầy muốn cho người ta biết mình mới có những cái kiểu phát nguyện kỳ cục như vậy. À, từ đây đến đâu đó, Dạ. từ chỗ họ đến chỗ nào đó là Tam Bộ Nhất Bái, Dạ. mà họ vừa đi vừa đánh trống thổi kèn, vừa mua danh, mua phước đó, thì như thế những người đó không đáng nói. Gặp hoài chứ gì, lâu lâu gặp nhưng mà được mấy vị mấy người và đi được tới đâu. Dạ. À, hôm nay con ghé ngang sư phụ thì con cũng muốn lãnh ngộ sư phụ. Không gài là sư Thích Minh Tuệ càng ngày cái câu chuyện của nhà sư Thích Minh Tuệ càng ngày càng nóng, cũng như là càng ngày thu hút rất là nhiều Phật tử mà các địa phương. Khi mà thầy đến đâu thì những Phật tử là ra để mà chào đón sư Thích Minh Tuệ. Đến đó là cái câu chuyện này là như thế nào sư phụ? Cái chuyện tu của thầy Thích Minh Tuệ đó, vì sao mà được nhiều cái Phật tử mà đón thầy dữ vậy? Mô Phật, cái câu hỏi của con đó Dạ. thì cũng như là đại diện chung cho một số đông Phật tử cũng muốn hỏi lên điều đó. Dạ. Hỏi về cái xuất hiện của thầy Minh Tuệ hả, Dạ, Thích Minh Tuệ. trong giai đoạn này, và như thế cái pháp môn của ngài đang hành như thế đó đúng hay sai, Dạ, đúng rồi. và ở trong đó nó lồng nhiều cái câu hỏi sâu kín nữa. Thì thầy trả lời chung chung cho các con hiểu ha. Ở đây nó có những cái phần thầy đó, thầy Thích Minh Tuệ, chúng ta gặp thầy đó, chúng ta dòm thấy thầy đó, chúng ta thấy rõ ràng là khác khác hơn tất cả các thầy tu mà chúng ta thường thấy. Dạ. Đó là cái gì? Một là hình tướng. Cái hình tướng này ra làm sao? Thầy mặc y đó là y ba nạp, y phấn tảo, Dạ. đồ bỏ đồ rách chầm giá lại, chứ không phải như các thầy mà chính quy mà y áo được may để được Phật tử cúng dường đàng hoàng. Còn cái hạnh tu của các cái vị cũng như thầy Minh Tuệ này nè, không nhận đồ cúng dường, y áo tốt của Phật tử cho miếng vải lành to không nhận, mà chỉ nhận chỉ lượm cái đồ bỏ mà thôi đó, hoặc là những cái hồi thời xưa giải sầu ai đâu có dư mà cái bỏ, cái bỏ nó chỉ có bỏ những cái giải mà ta quấn thầy ma quấn người chết đó Dạ. nên thế thôi à, chứ còn đâu mà các vị tu đó thời đó người ta dùng cái loại giải đó rồi người ta xài đó. Thành ra con thấy nội mà bước vào cái đường tu mà chọn cái pháp môn tu khổ hạnh mà lột tụ cái loại đầu đà rồi đó, thì nội cái ấy áo đã khác người ta rất xa, phải không, phải không? Dạ. Nó dòm thấy những cái khác, còn còn bước vô sâu có dòm thấy đâu. Thầy chỉ nó những cái hay của người ta các con thấy. Tới nữa là họ không có nhận tiền, thấy không? Ông Minh Tuệ này không có lấy tiền ai không, mà hồi xưa nay các con đếm trong đầu móng tay coi được mấy tu sĩ không nhận tiền, phải không? Dạ. Nó thêm cái hạnh nó nữa, mà ở trong đạo đó mỗi năm
các thầy đều là có 3 tháng để an cư kiết hạ. Ngoài cái học thêm giáo lý Phật giáo để hiểu rõ về cái đạo mình tu mình theo, hiểu cho thâm sâu, hiểu cho trí huệ. Còn cái thời gian để chúng ta tự thúc liễm thân tâm để tu gì? Tham sân si. Nà, cái đó là tam độc. Ai thấy chưa? Dạ. Nó thành thử ra ngài không lấy tiền, ai cũng dường không lấy đó. Thấy không? Trong mình không còn đồng xu bạc bạc phải không? Dạ. Rõ ràng ha. Đi bước ra cuộc đời, bỏ gia đình bước ra, thân trần mình trụi. Dạ. Không có đem gì theo. Cái đồ, cái áo quấn đều là đồ lụm, đồ rách này kia. Tại sao? Thầy đã có cái quá trình như thế đã nhiều năm rồi, chứ không phải chúng ta mới thấy. Dạ. A Di Đà Phật, nếu mà tu như thầy Thích Minh Tuệ chọn con đường tu như vậy thì có ảnh hưởng gì đến những cái chùa hoặc những cái vị sư hoặc cái hội Phật giáo gì không thầy? Không, không ảnh hưởng gì. Tại sao? Ngài đâu có làm gì ảnh hưởng. Ngài đâu có bôi nhọ Phật giáo, mà ngài đem Phật giáo lên lên cái mức sáng nữa. Dạ. Yeah. Yeah. Người ta thấy ngài, người ta dòm ngài như Phật sống đó, thấy không? Dạ. Yeah. Người ta mới quỳ lại đó. Dạ. Yeah. Các người ta mới theo ngài trong cái thời điểm sau này đó. Các con thấy rõ ràng đó. Tại vì người ta ngưỡng mộ, người ta dòm thấy rõ ràng rồi. Cái ông này, ông đi tu, ông không có tham lam, không có tham vọng. Dạ. Không tham tiền là không tham tất cả à, con ơi. Yeah. Chính bản thân sư xét thấy điều đó nè. Con người mà không ham tới tiền bạc rồi là không có cái gì ta ham nữa đâu. Yeah. Đừng nói mà ta ham danh vọng, ham được người khen. Yeah. Đó, ổng đó. Đó là cái căn duyên của sư thầy. Cái người ta biết duyên. Đó. Yeah. Người ta bắt đầu biết là ổng bắt đầu khổ đó, mà thấy không? Yeah. Yeah. Thì trong cái thời gian gần đây cũng có một số ý kiến thầy là nói là sư thầy Thích Minh Tuệ đó, khi mà đi ra ngoài đường mà cũng có bên cạnh đó là cũng có một số ekip nữa, thì có nghĩ là những người đó chắc họ không hiểu, thành ra họ có ý kiến như vậy. Cái đó đó ha, là cái phần mà thực ra đó, cái Phật tử đó. Dạ. Một là có một số người cũng cái hiểu biết kém. Dạ. Nó ta phê phán sai. Và trong đó cũng có một số người không phải kém mà là xấu. Dạ. Tánh tình xấu. Muốn này kia cái nhưng cái gì cái vẫn còn cộng đồng. Dạ. Vẫn còn chúng ta, vẫn còn những người hiểu biết ăn thua cộng đồng. Dạ. Phê phán chứ không phải cái người đó nói hay mà chúng ta tin hay, cái người đó chê dở mà chúng ta chê dở theo, không. Dạ. Phải cái đó do chúng ta dòm thấy. Cái ngày này ông trời này nội chúng ta dòm thấy trên clip rồi đã thấy cảm động rồi. Dạ. Dạ. Không nhận tiền của ai, không nhận những chứ đừng có nói mà thực tế mà thấy con người đó lầm lũi ngoài mưa gió nắng nôi. Dạ. Chân trần đầu trần chân đất mà đi. Dạ. Mà đi không có ngày dừng ngày nghỉ, bắc nam nam bắc mà. Dạ. Phải không? Cái hành tu đó bây giờ con thấy được mấy người. Dạ. Dạ. Còn xuất hiện đó, xuất hiện thêm mấy cái vị sư còn thấy ngoài ở ngoài thấy thực tế là thấy khổ hơn thầy Thích Minh Tuệ nữa. Ừ. vừa đi mà vừa lại nữa. Vậy là so với vị sư Thích Minh Tuệ là mà những vị sư đó là như thế nào thầy? Con nhắc lại mấy cái ông. Dạ. Mà muốn là cho người ta biết mình á. Dạ. Cái đó là cái loại thầy muốn cho người ta biết mình mới có những cái kiểu phát nguyện kỳ cục vậy. Từ đây đến đâu đó. Dạ. Từ chỗ họ đến chỗ nào đó là tam bộ nhất bái. Dạ. Mà họ vừa đi vừa đánh trống thổi kèn. Vừa mua danh, mua phước đó, thì như thế những người đó không đáng nói. Gặp hoài chứ gì, lâu lâu gặp nhưng mà được mấy vị mấy người và đi được tới đâu. Dạ. Phải không? Rồi trên cộng đồng mạng chúng ta hồi xưa nay có ai thèm quan hơn không? Chúng ta hình như ai cũng thấy chứ mà, nhưng có ai thèm quan hơn không? Hình như những người đó người ta dòm thấy rất là xoan, rất là tầm thường. Tại sao có được như ông này đâu, phải không?
Đi lúc nào đó rồi tôi mỏi giờ trốn mất cho đâu làm hoài. Còn cái ông này trên cái bước đường tu hành của ông như thế đã nhiều năm rồi, thấy không? Dạ. Con thấy, chứ không phải chúng ta mới thấy đây. Con thấy đi ra đường thậm chí là có những người mà cũng các tỉnh khác người ta đi công việc này nọ đi ngang chạy xe ngang mà thấy hình ảnh của sư thầy Thích Minh Tuệ phải thắng xe lại qua để mà đứng rồi cũng như là diện kiến sư thầy đó. Con nghĩ là cái duyên mà người ta mới gặp được. Thì đó con đây nè, sư nói con nghe nè, nội các Phật tử đánh giá về cái phẩm hạnh tu khổ hạnh của ngài là người ta đã lễ lại được rồi. Người ta so sánh rằng ở Việt Nam chúng ta có được mấy thầy tu pháp môn đó, phải không? Cũng có vậy, khổ hạnh khổ hẹo vậy này kia, các cái cũng tu thiền cũng này ăn xương làm đất vậy, nhưng mà trú thân một chỗ ở am ở công rồng rừng rong luôn chỗ. Mà còn ông này thực sự là ổng mới là cái loại mà tu khổ hạnh nguyên thủy nè. Bước ra đường đời rồi là đi tới vậy đó, các thực sống mà tu đó nó vậy đó, thành ra người ta dòm thấy cái hạnh đó người ta mới sợ. Đâu phải dễ phải không? Đó còn thấy như nhiều vậy đó, cũng ăn theo, cũng theo chơi đó. Hay dở là tâm sao không biết, nhưng mà theo đó rồi rốt cuộc có ai theo được như ngài không? Nhắm họ bỏ thân ra được như ngài để mà không còn gì nữa hết, dám không? Phải không? Những người đó không bao giờ mà có cái tâm đó chứ. Người ta theo ngài bởi ngài được ngưỡng mộ, ngài được nhiều người săn đón, họ theo ngài họ muốn chia sớt sự săn đón đó mà thôi, họ muốn chia sớt sự ngưỡng mộ đó mà thôi. Nhưng xét cho cùng chúng ta dòm thấy không phải bữa nay mà nhiều bữa nữa, xem coi các vị có theo nổi ngài trên suốt cuộc tu này hay không. Và chúng ta chờ đợi á. Sư thầy, thì trong cái clip này sư thầy có gửi gắm lại những cái những người mà có ý kiến như là nói là bên sư thầy Thích Minh Tuệ đi là phải có một cái dàn ekip đi theo để dàn dựng, sư thầy có thể là gửi gắm lại một cái số ý kiến của những người mà có cái ý suy nghĩ như vậy không sư thầy? Không bao giờ đâu con, cái người mà suy nghĩ rằng ngài có dàn dựng và tổ chức đó thì cái đó hình như là họ cũng chưa có hiểu sâu. Chúng ta muốn phê phán về cái gì đó, khen trúng khen trật thì không nói nha. Còn chê mà trật là không có được à. Chê trúng thì được ha. Chê trật không được. Còn khen khác, khen trật khen trúng gì cũng xài được hết trơn á. Còn cái chê là chê cho trúng à. Thì như vậy cái người này dựa cơ sở nào mà nói vậy? Dựa cơ sở nào? Phải không? Không có được. Được phép nói như vậy. Pháp môn tu của người ta là một cái pháp môn mà các thầy còn tán thán nè. Các thầy còn tán phụng nè, phải không? Chứ đừng nói như các con đi nói phớt qua sơ sơ dòm thấy đó, còn tán phụng rồi. Chứ đừng nói mà lầm lũi năm này tháng nọ, năm nọ tháng kia ở trong cái khó khăn cực khổ đó, phải không? Còn cực hơn cái người ăn mày ở thành phố nọ nữa. Cái người ăn mày bắt qua buổi sáng đó cà lê cà lá ra đi sinh đó rồi cũng khỏe rồi đi về. Còn ông này không phải vậy, ông này không phải cái loại ăn mày đó mà ông đi trên đường đời, trên đường đạo được bà con cúng dường chứ không phải là sinh nữa. Nó cao hơn đó, và cái cuộc sống thánh thiện không tham lam nó nội mà đi mà tất cả con thấy nè, cả thế giới đều thán phục chứ không phải là riêng cái người Việt Nam mình không. Anh ta nói trời ơi, bây giờ kiếm được một sư thầy mà sống cái hạnh đó kiếm không có ra, thấy chưa? Thành thử ra từ đó ngài mới được bà con phong xong thành Phật sống mới ra lễ lại ngài, phải không? Đó, nó nằm ở chỗ đó đó. Nhưng cái gì cũng vậy chứ, chúng ta thương yêu ngài thì cũng vừa phải, chúng ta quý mến ngài cũng vừa phải. Chứ còn sư thấy là sau này bởi cái thương yêu quý mến của bà con mà như gây trở ngại cho ngài rất nhiều,
đi theo đông quá không có lợi vậy cho không ai muốn đi theo tu vậy, tôi không có muốn danh lợi vậy, tiền bạc tôi không lấy rồi mà đi theo làm gì rần rần vậy. Như vậy là có ảnh hưởng đến cái đường hành đạo của sư Thích Minh Tuệ không thầy? Ê, đương nhiên rồi, ảnh hưởng rồi, mất tự do rồi nè. Cái bình thường người ta tự do tự tại, một thân một mình sao cũng được chứ á, không ai phê phán, tại vì danh lợi gì nữa đâu mà phê phán. Miễn một mình tự do tự tại thôi. Còn bây giờ cái tự do tự tại không được nữa rồi, thấy không? Thấy không? Ngài bị bu rồi, ngài bị làm rối rồi. Bởi một số Phật tử, một số thầy ăn theo. Người ta không có cần, người ta không có cần cái loại thầy ăn theo vậy. Đó thì hiện tại ngay thời điểm này xuất hiện 2-3 vị sư là muốn cùng đi với thầy Thích Thì đó. Mà thầy thấy cái loại sư đó thầy không có ưa. Những cái vị sư đó là thầy thấy như thế nào về cái không có ra gì chân á. Không có ra gì chân á. Những người đó không có bỏ được. Không có bỏ được gia đình họ, họ không có bỏ được am cốc họ đâu. Họ đi theo ngài tại vì họ thấy ngài nổi tiếng. Rồi đi theo thế thôi, rồi gì hết trơn à. Các con đi trường độ tri mã lực. Bây giờ chúng ta thấy bây giờ chưa khoan đánh giá đó, ai dở đó. Năm nay còn năm tới nữa mà. Suốt cuộc đời tu của họ đúng mà. Coi ông theo nổi không, thế thôi. Ông theo năm nữa, năm ông về cũng không ra gì. Hồi xưa thì khi mà thầy Thích Minh Tuệ chưa có xuất hiện thì đâu có ai mà như thầy Thích Minh Tuệ. Mà khi mà thầy Thích Minh Tuệ được cộng đồng đưa lên như vậy rồi, cái xuất hiện thêm 2-3 vị sư là muốn đi cùng hạnh thì đó khổ hạnh với thầy đó. Thì đó, cái đó mới là cái thực sự là môi danh đó. Đó, cái tâm điểm là hôm nay là con muốn biết là những vị sư đó, cái ý đồ của những vị sư đó như thế nào, thầy có thể thầy phân tích ra cái khoảng đó không thầy? Đại đa số những người theo đều là muốn cái gì đó cho mình, muốn chứ danh, không muốn, phải là, muốn, là, muốn, là, muốn lợi là cái tâm đạo như Thích Minh Tuệ dứt khoát vậy thôi. Cái tâm không được như Thích Minh Tuệ, ông Thích Minh Tuệ là tất cả thân tâm buông ra bỏ ra để mà tu cái hành đó đã nhiều năm rồi. Rồi bây giờ bất chợt người ta phát hiện được ông, thấy ông hay ho quá, một vị số khác muốn đi theo được như ngài, muốn được khen tặng được như ngài, muốn tu được cái quả vị như ngài, thành ra họ theo ngài, họ tu tập theo. Nhưng mà hay dở chúng ta khoan nói, nhưng mà theo dõi trên bước đường tu của họ coi bền hay không, chứ còn năm bữa ba bữa nửa tháng về thì cái chuyện đó không có quan trọng. Nhiều khi bị ảnh hưởng tới nhà sư Thích Minh Tuệ luôn, ảnh hưởng cho người ta thôi. Anh rối rắm lắm, nói chung đó rất là khó khăn. Một cái người tu khổ hạnh muốn độc cư độc giác rồi mà bây giờ tự nhiên nó dính theo một bay. Thấy cái ngày đầu tiên thì cái có một mình nhà sư Thích Minh Tuệ đi thì cái hình ảnh đó tu khổ hạnh thật sự là thấy khổ hạnh. Nhưng bây giờ cuốn theo 2-3 vị sư nữa đi, một đoàn sư như vậy là không như thế nào nữa em gây rối. Tại sao mấy ông này thấy ông kia được khen tặng thì đã theo thế thôi, rồi theo rần bây giờ mất cái hình ảnh trang nghiêm hết trơn, trở thành một cái đám rối loạn mà thôi, chứ không có tu hành gì nổi nữa chứ. Chúng ta chỉ chờ xem họ chuyển biến ra sao, chứ còn như vậy là không được. Con thấy mà theo cái tình trạng như bây giờ, nếu mà đi theo thầy Thích Minh Tuệ qua những cái địa phương này, cái 2-3 vị sư đòi đi theo, và những cái địa phương khác 2-3 vị sư đòi đi theo nữa, thì cuối cùng là bao nhiêu vị sư? Rồi cuối cùng là có thể là gây ảnh hưởng tới sư thầy Thích Minh Tuệ luôn. Ngay cái chỗ đó đó là cái chỗ khó khăn của ngài. Thành ra chúng ta những Phật tử, những sư thầy, chúng ta muốn bước vào tham dự này kia, chúng ta phải suy nghĩ cho kỹ. Đừng có bởi vì cái tham vọng của mình, đừng bởi vì mình muốn được tiến theo ngài mà chúng ta mua vô thì làm khó khăn cho ngài mà thôi. Và chúng ta là những Phật tử, chúng ta luôn luôn theo dõi, theo dõi những bước chân của ngài để nhìn thấy rõ ràng cái người hay người dở xung quanh, và thực sự ngài là chánh hay tà, cái đó theo thời gian trả lời nữa. Cảm ơn sư phụ. Không.